Chương trình một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình Tuổi Trẻ Hiện Tại Và Tương Lai. Một lần nữa với sự góp mặt của Hiệu trưởng Trường Quân đội QTD là thầy Quang Trần. Và ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách rất là đặc biệt mà thầy Quang đã mời trong chương trình để mà có thể trò chuyện cũng như là để chia sẻ những kinh nghiệm của cô trong cái vai trò là một bác sĩ về nhãn khoa. Bác sĩ Trương Diệu Nga. Dạ, trước hết thì cảm ơn bác sĩ Diệu Nga đã góp mặt trong chương trình Tuổi Trẻ Hiện Tại Và Tương Lai. Không biết là hai bạn đã làm việc với nhau như thế nào mà lại có cái sự liên hệ rất là chặt chẽ như thế này. Xin cảm ơn chị Julie và xin cảm ơn anh Quang. Và cũng như là xin gửi lời chào đón quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay tôi rất là hân hạnh đã được thầy Quang Nguyễn cũng như chị Julie mời đến để nói về cái vấn đề sức khỏe của đôi mắt của chúng ta. Và chị hỏi là vì lý do tại sao quen Quang, thì nói chung là cơ sở làm việc của hai người cũng gần nhau, thì cho nên cứ đi qua đi lại gặp nhau hoài, và lúc nào ra cũng thấy thầy Quang đang là điều hành một hai ba trăm bay con nít và rất là trật tự, cho nên rất là thích cái cách dạy của Quang và người vợ là Hạnh. Thì có một hôm thì Diệu Nga có đề nghị là nếu mà trường của thầy Quang có interest để mà có cái sự hỗ trợ về sức khỏe mắt cho các em, thì Diệu Nga sẵn sàng giúp đỡ bằng cách là có thể là làm những cái buổi hội thảo hay là vision screening cho các em trước khi những mùa tựu trường như bây giờ. Wow. Thông thường đó, bác sĩ Diệu Nga, là đến cái tuổi nào, trước ngày tựu trường, chúng ta đang nói sắp sửa đến tựu trường rồi, hôm qua mùa hè đi qua rất là nhanh thầy Quang, thì cái thường thường cái tuổi nào mà chúng mà các vị bác sĩ nhãn khoa khuyến khích là phụ huynh nên cho con em mình bắt đầu đi khám mắt, đi khám tổng quát về mắt để biết là có bị triệu chứng gì về mắt hay không, bị cận, bị viễn thị, bị lazy eyes, hoặc là bất cứ một cái triệu chứng gì để mà mình có thể mình chuẩn bị trước cho các em trước khi các em nhập học? Vâng, vâng. Thưa chị và thưa quý khán giả, thông thường đó, các bác sĩ đều khuyên là hàng năm các em nên đi khám mắt đều đặn, và cái thời điểm mình khám mắt thông thường là những cái mùa tựu trường, bởi vì nhất là mùa hè, một cái mùa hè 3 tháng trời các em sinh hoạt chơi, thì mình phải chuẩn bị để cho cái sang năm, để chuẩn bị cái vấn đề học vấn của mình nó tốt đẹp, thì trong mùa trung bình là khoảng cuối tháng 7, tháng 8 trước khi mùa tựu trường, là bác sĩ khuyên các em nên đến bác sĩ của mình để khám tổng quát. Có những phụ huynh thắc mắc là con tôi không có phàn nàn, không thấy rõ, thì lý do tại sao phải con em mình phải mang con em mình đi khám để làm gì? Nói chung là khi đến bác sĩ để khám mắt không phải để đo độ thôi, nhưng mà mình cần phải quan sát cái sức khỏe từ cái áp suất mắt cho tới cái cách điều tiết mắt của các em nó có phù hợp hay không. Có nhiều trường hợp các em nhìn thấy rất là rõ mà khi vô khám mắt thì mình lại phát giác ra những cái chứng bệnh khác, như là chứng bệnh điều tiết yếu, hoặc là cái cơ mắt đọc sách không có theo dõi chữ tốt, người ta gọi là cái vision therapy problem. Cho nên có những cái điều đó bác sĩ đều muốn khám kỹ và khuyên các em mỗi một mùa tựu trường nên đi khám mắt. Và tôi muốn nhấn mạnh là ở trên trường đó, có một số trường họ có những cái khám mắt sơ qua, họ gọi là vision screening, và rất rất nhiều phụ huynh cứ nghĩ đó là cái khám mắt thật là đủ rồi, con tôi đọc chữ thấy rõ có nghĩa là con tôi không cần khám mắt. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó là một sự rất là hiểu lầm của rất là nhiều người, là bởi vì đọc chữ thấy chữ rõ không nghĩa là sức khỏe mắt tốt. Có nhiều trường hợp các em, mình nói là lứa tuổi nhỏ, trung bình, lớn, đại học cũng có nhiều trường hợp nhìn thấy rõ, nhưng mà khi bác sĩ khám vào thì mình thấy những cái triệu chứng rất là bất bình thường, như là mạch máu ở ngoài võng, sau võng mạc bị vỡ, có vấn đề nho nhỏ, hoặc là võng mạc bị rách,
mà mình không có triệu chứng gì hết, và nếu mình không khám mình sẽ không bao giờ biết. Thì có đôi khi tôi khám, tôi bắt gặp một người trẻ khoảng 17-18 tuổi mà đã bị tiểu đường ở trong mắt, mặc dù là họ không hề biết họ có vấn đề đó và họ không thắc mắc gì về cái thị lực của họ hết. Cho nên khám mắt là một điều rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta, nhất là trẻ con khi đi học, có một cái thị lực tốt á, thì các cháu sẽ perform và học hành nó sẽ tiến triển tốt hơn. Có đôi khi các em ngồi ở trong lớp mà mình cảm thấy là trong năm học tự nhiên điểm nó cứ rớt, nó không có tốt. Mình cứ nghĩ là con mình có vấn đề, rồi cứ đi học tutoring, rồi đến thầy Quang dạy lý do tại sao con tôi học chậm. Mà thật sự ra là nhìn cái chữ đó không có rõ, hoặc là họ có vấn đề về cái thị lực. Cho nên mình phải loại ra cái sức khỏe trước, trên hết, rồi sau đó mới đưa đến cái sự học vấn nó tốt đẹp hơn. Thầy Quang có... No, cái đó Quang đồng ý. That's the reason why cái collaboration là mình thấy có nhiều em á, mà mình biết là cái sức học là rất là tốt. Nhưng mà đôi khi họ đọc chữ hoặc là họ dùng cái bảng, mình thấy họ giống như squint cái eye á. I can't see cái board. So that's the reason why cái collaboration nó rất là good, là mình có thể giới thiệu qua cho một người chuyên nghiệp để khám cái sức khỏe của cái mắt nó trước, trước khi mình có thể loại ra là cái reasoning có phải là cái comprehension hay là về cái optical health trước. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng lần nữa kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm cá nhân Julie, ngày xưa khi con còn nhỏ, chắc khoảng chừng mới lắp đầu lên K5 kindergarten, thì đột nhiên một ngày cô giáo gọi lên trường, cô giáo bảo thì là tôi khuyên bà nên cho con đi khám mắt, là tại vì cháu nó có những cái vấn đề mà nó có thể, tôi giống như thầy Quang nói, nó nheo mắt lại nó không thấy, hoặc là mỗi lần hỏi nó trên bảng cái gì nó không thấy rõ được. Và sau khi khám, và ngay cá nhân Julie cũng nói ồ trước khi đi học đã khám rồi, ở trường cũng đã khám rồi, tuy nhiên lại không tìm được những cái problem đó, những cái vấn đề đó, cho đến khi mình đưa đến ở nhà trường giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa về mắt, thì mới biết là cháu nó bị cái triệu chứng lazy eye. Bác sĩ Diệu Nga có thể nói thật nhanh về cái triệu chứng lazy eye nó như thế nào? Vâng, thưa quý vị, nói về lazy eye đó là một triệu chứng gây bởi nhiều nguyên nhân lắm. Thưa chị, thứ nhất là lazy eye là một trong những cái triệu chứng mắt có thể là bị di truyền. Nếu trong gia đình của mình, bố mẹ, cô chú hoặc là ông bà đã có cái vấn đề mắt yếu ở trong mắt, thì cái tỷ lệ 50% là con em mình hoặc là cháu trai của mình cũng sẽ bị. Cái nguyên nhân của lazy eye đó, nó gây bởi từ một số số bệnh. Thứ nhất đó là mắt lé. Mắt lé là khi mà một con mắt nó nhìn ở một cái điểm, nó tập trung đúng cái hình tượng đó, nhưng mà khi cái con mắt kia thì lại không làm việc cùng một đường hướng, và nó lại lệch qua một bên. Nó có thể lệch vô, nó gọi là esotropia, hoặc là lệch ra, gọi là exotropia. Thì những cái trường hợp đó, khi mà cái mắt của các cháu không có tập trung với hai mắt, thì đứa bé đó không đạt được cái sự sự nhìn thấy, gọi là có nhận xét chiều sâu, depth perception. Thì khi mà mình mất đi cái đó, cái thị lực nó cũng giảm hơn. Và khi mình mất đi depth perception thì cái mắt của mình không có đạt được cái thị lực tốt nhất của mình. Và cái mắt không sử dụng và không tập trung, cái mắt đó sẽ dần đi yếu đi. Và cho nên Mỹ nó đặt cái tên là lazy eye. Nhưng nên cái mắt nó bị lười, cái dây thần kinh nó không làm việc được nữa. Đúng rồi. Chị cứ tưởng tượng là cái cánh tay của mình, một cánh tay mình cứ sử dụng nhiều, bên kia không sử dụng thì nó sẽ yếu đi, trở thành lazy. Thành lazy thôi. Thì vì thế mà nó có cái tên lazy eye. Nhưng mà cái danh từ chính nó gọi là amblyopia, hoặc là strabismus, là cái mắt của mình nó bị đưa vô đưa ra. Thì không biết là ngày nay, hiện tại bây giờ đó, với những cái triệu chứng như vậy đó, thì có thể điều trị dễ dàng? Dạ thưa chị, cái cách để điều trị lazy eye thì nó cũng gồm một số phương cách, gồm từ vision therapy, là tập thể dục mắt. Nếu mà cái tình trạng lazy eye nó nhẹ, nếu mà tình trạng lazy eye nó nặng quá, đôi khi cần phải cần cái sự hỗ trợ với lại phẫu thuật.
Thì họ phải sửa lại cái bắp thịt của cái mắt ở cái nơi vị trí nào mà nó kéo cái mắt nhiều quá hay ít quá. Thì phải cộng với lại vision therapy thì mình có thể giúp được con chị hoặc là những phụ huynh nào có con em bị lazy eye đạt được cái thị lực tốt hơn. Nhưng mà nói chung cũng có một số em nếu mà bẩm sinh cái lazy eye nó quá nặng, nó quá sâu, mình gọi là deep dark perception issue đó, thì có thể mình cũng không có thể chữa được. Cũng tới lúc nào mình có thể giúp được. Và cũng có một đôi lúc mà mình phải nói, bác sĩ phải nói là không thể nào giúp được hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Diệu Nga đó nha. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở bảo trợ cho Lucas on TV.